Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Mimi, Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở dưới nông trại để ghi hình lại cho mọi người xem cái công việc đào ao từ đâu rồi mọi người. Hiện tại thì các bạn cũng đào xong cái lớp thứ nhất rồi đây. Nói chung là vận chuyển đất lên hết cái lớp thứ nhất rồi và đang tiến hành đào tới cái lớp thứ hai ở phía bên đây này. Đấy, Kareka rồi thì các bạn ấy đang đào đây. Antonio. Hola, se me Hola, Peso. Hola, cái chỗ này là cái chỗ bắt đầu đào tới cái lớp thứ hai đây. Vừa nãy đào xuống dưới cái phần còn nước ấy, nên là mặt mũi ông nào ông này lem nhem hết. Đấy, đào cái này thì khá là vất vả đấy. Kareka hoje cara bem bonito ya. La pintura. La pintura. Tô trabalhando de que? Na fábrica de design. Design. Tá bom, Antonio. Mesmo assim. Đấy, đào cái đường vệt cái nước này chảy xuống thì kia mà đào cho nó khỏi văng. Bùn nhiều nhỉ? Dạ. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà có lầm lúa chắc em nghĩ không làm được. Vì sao? Bởi vì phía bên kia anh thấy không? Mới có một ngày mà nó khô cứng rồi. Nếu mình bỏ nước vào thì nó sẽ không khô chứ. Nhưng mà có nước thường xuyên thì bỏ. Có đào lên thì nó sẽ khô chứ. Để xem thử coi. Nếu mà hợp thì mình trồng lúa, mà không hợp thì thôi, mình trồng hoa màu em ạ. Dạ. Bây giờ các bạn này ở rất là xa nên là mình chỉ đứng đây ghi hình thôi. Kareka về. Y Kareka corta cabello, ontem recebi salário corta cabello, né? Bonito. Porque tava em frente do sogro. Sogro? É. Tava em frente do sogro, não dá pra ficar com barba. É. Tipo, seu cu. É mesmo. Você fica assim e também seu cu. Não, já fica assim normal, ele vem normal. Foi conversar que com o sogro. Boa de coisa, gente. Marcado do quê? Ele veio trazer problema, mas pra mim se matar. Matou bola. Você. Ei, marcado do quê? Passei já pedido. Pedido? Tá. Passei já pedido, agora tá duro. Tá duro? Tá duro. Tien? Tien. Tien. Assim pediu do você, ele pediu o quê? Pediu gasosa, cerveja. Quanto é gasosa? 15 grados de gasosa. 15 cerveja. Pedi mais vinho. Vinho. Capuca também. Capuca também? Ah, oh. Capuca também, vinho, champanhe, whisky, passaporte, pano, mãe, tia, fato, né? Fato de pai. Fato de mãe. Fato do pai, fato da mãe. E também pano da avó, tia. E também, tipo, uma calça, um sapato sobrativo. Oh. Gastar muito dinheiro. Assim, o dinheiro do carteira, ele pediu quanto? 300. 300? Muito. Ele quer me matar mesmo. Agora, teu sogro não pensa. Ele fala. Tipo, né? Eu já tenho família muito grande com ele, né? Então, fazer mesmo. Sim, agora mesmo ele quer o pedido. Ele tem que olhar na tua casa. Você, mulher. Agora, mulher, você trabalha aqui? Não trabalha? Agora, você sozinho e trabalha. Criar filho, mulher. São 5 pessoas. Ainda não aguenta. Agora pedido do aquele 300 mil, ainda tem que comprar gasosa, cerveja, vinho, boa coisa assim. Tem que ir lá em cima de 1 milhão mesmo. Eu vou se matar embora, vai na mata se matar. É, tô. Vai, babando de tutu. É, não tem. Tien, không có. Tien, không có. Tien, không có. Então, e mata, meter com. Mas você também, teu sogro pediu muito.
Porque eu ficar na Cônica, né? Eu bater documento do Lita do pedido. Ele pediu muito, tipo, queima pediu muito, né? Tipo, lá em cima de 300 mil. Tipo, ele trabalha assim, tem salário do serviço. Tipo, do polícia, professor, é que no governo. Pediu muito. Agora, a pessoa assim, normalmente, moço, tipo você. Eu vejo ele pediu só 50 mil. Agora, tipo, eu só posso esperar que eu veja. Eu vou falar mais de novo contigo. Eu sou o velho, aqui em casa, conversamos. Vou escutar a resposta do tio. Depois eu vou falar de novo com a sogra. Se a sogra já não vi mais, eu ia já lá. Não ia? Não ia. Ainda vai gastar um dinheiro para sair, dinheiro. Đấy, tính sơ sơ là thành ra là bạn Careca mà muốn hỏi vợ thì phía bên nhà vợ ấy thách cưới là đầu tiên là tiền mặt là 35 nghìn này. Rồi tiếp theo là 15 khay bia này. 15 khay bia là bây giờ cũng có giá là khoảng 150, 200 ngàn đấy. Gần 150 nghìn rồi đấy mọi người ạ, 150 nghìn đấy. 15 khay nước ngọt này. 15 khay nước ngọt thì cũng 150 là thành ra là 300, là thành 600 rồi. Xong là một trái rượu passport này. Rượu passport là mấy nghìn này? 5 nghìn đi. Rồi là một trái vi nhu này. Một cái trái vi nhu mà là 5 lít đó kìa. Anh là animal này lên áp đi. Animal là tipo una carta. Não é preciso meter, já sabe, todo mãe velho já sabe que animal tem que estar. Não é muito que meter na carta. Một con dê. Một con dê. Một con? Uma caprito. Một con. Ừ. Một con. Rồi là hai can rượu, rượu mía với rượu chuối à. Một can 20 lít, hai can 40 lít này. Nếu mà tính sơ sơ ra thì cũng gần cả nghìn đô đấy nhỉ. Phải hơn đấy, bởi vì tiền đi lại chiều rồi đấy. Phải tiền đi lại từ đây lên Uy để làm ăn hỏi nữa. Cưới vợ thế này thì tiền ăn đã không có, còn họ thách cưới nhiều như thế này thì lấy đâu ra tiền? Eu sou gru não pensai, agora filha ele não trabalha, sozinho você ir trabalhar dos 5 pessoas. Agora ele pensa como uma ele assim. Agora, tipo, depois do tio dar a resposta, eu falar com o tio meu, eu ir lá, fazer forma mesmo, eu ir lá para conversar com ele. Como? Estou esperando a sua resposta, tio meu, amanhã depois da manhã, tio meu vir em casa. Ou então depois de ligar de novo. Falou de novo com ele que só que estava aqui, conversei com ele. Ele levou da resposta, eu mesmo ir lá, Luiz, falar de novo com ele. Agora vou falar com ele para aumentar mais dia. Tipo, pensar se aumentar mais dia, tipo, vou preparar durante um ano. Vou pensar assim, agora se não aceitar, não tem como. Você tem que ir pedir assim, mas também falar com o sogro. Você tem que diminuir aquele dinheiro. Tipo, também dá eu mais tempo, porque agora. Eu muito tempo não apareceu trabalhar, só apareceu trabalhar agora. Sim. Eu vou ter que ir lá, não posso ir lá sozinho também, tenho que ir lá com a mulher ajudar ele. Se eu ir lá sozinho, vou me bater. Assim, ele vive onde? No Luiz. No Luiz? Tem que ir 300 cây nữa. Lại phải đi đấy, bây giờ đi lên trên đấy là cũng mất, hai vợ chồng lên thì là mất một đống tiền xe này. Xe nào bố đấy, là xe cô rồi, xô y phá lá nào? Não pode, chefe. Tipo, só ir lá assim mesmo, só querer conversar, né? Vou chegar lá e ele receber bem, né? Ele recebeu bem agora. Eu vou ir lá para dormir lá, tenho que pelo menos dormir lá um dia. Não posso tem que tem coisa para levar. Sim. Đấy, đi lên đấy là cũng phải có qua cáp mọi người, chứ bây giờ đi không lên để mà nói chuyện với cả bố vợ thì không được rồi. Tốn kém thế. Uma mulher. Agora é o pedido de eu. Não gastar muito. Nosso não muito. Agora, se eu não fazer. Se eu não fazer agora, amigo, comigo é mais comum. Não tem mais mulher. Sim. Ele vai receber filha. Vai receber filha. Se eu não fazer, vai receber filha. Agora eu não vou ter mulher. Agora ele vai receber mais como filha. Já tem com você 4 filhos. Ele não tem problema. Ele receber. Se ele querer receber, receber mesmo. Ou não fazer. Tô cansada com angolana, né? Mas aí, você ajuda a Careca a ir mal tote? Você? Ajuda a ir mal tote. Anh em tốt mà, agora nào ajuda.
Você ajuda careca juntar dinheiro de fazer pedido do careca, outro dia você pedido, ele vai te ajudar. Eu vou fazer já ajuda o cara, tudo não. O cara do quanto é? Agora ele é sogro, ele pedi 300. 300? É. De cada mês, vou começar a lhe dar mil. Até quando? Até não, pelo menos 4 meses ou assim. Nada. Ele só fala mais 2 meses, tem que fazer pedido. Não deixa mais tempo. Só 2 meses. Fazer pedido? É. Você deixa mais da mulher. Tá todo, você ensinando todo. Agora eu vou deixar, vou me dar mais quem. Só deixar, né? Vou pegar mais outra mulher, né? Aqui pediram 300, então lá vão pedir 600. Vou deixar mais. Vou pedir mais 800, vou deixar mais, vou fazer bairro, uma família de filhos. Você, outra mulher, você já com o vinho, capuca, acabou. Já não vai fazer mais. Outra mulher. Outra mulher. Ele fazia que eu nos. Não tem problema, onde você não chegar de hora tipo passagem, né? Vamos fazer aqui. Eles vão ver já. Agora você dá mesmo tudo, então. Vocês vão te matar. Tá dura, pô. Vão te matar. Olá, tudo colega. Careca, agora sogro dele manda, tem que fazer pedido. Tudo você tem que ajudar, careca. Agora assim, combinar dinheiro. Isso mesmo, com mais 2 meses você dá dinheiro no careca. Careca depois trabalha. Não, sabe que? Amanhã todo, né? Não preciso comer. Não é? Chefe, família, mas... colega bom, não preciso comer. Chefe, não é família, amigo, irmão. Vai ajudar. Depois não comer lá também. Não, você pedido, você ir lá. Bom, nada, vamos ver boé, assim. Vamos ver boé. Família não vai aceitar. Mulher. Pedido tem que ter uma boa de pessoa. Pedido. Ô, pedido. Pode ter. Você família não quer? Você noivo, não pode levar a boa de gente. Vou levar meus colegas que me ajudaram. Assim não estou. Sim. Você fala se vem acabar comigo. Orelha, como que faz tu cair lá, minha? Não, chefe. Chega. Um mês, mil. Mil. Mil, 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 mil. E de resto que estão, que não vieram trabalhar. Ué, são quantas cabeças? 14. 14. Não, chefe. 12. É. Nesse mês, mil, mil, 12 mil. Mas outro mês também. 12 mil. 12 mil. Até 2 meses. Até 2 meses. 24. Tchau. 24, agora 300. 300. Família ajuda você, não é só que lê 300, entende? Ainda dinheiro de cerveja, dinheiro de gasosa, dinheiro de capuga. De capuga, de cerveja, eu vou comprar. 20 litros! Você sabe fazer? É, chefe. Eu vou deixar lá. Casoteca, meto já casoteca toda é banana, bem madura. É cascar, tá madura, é cascar, amassar, meter na panela. Vou fazer, até vou dar já 40 litros. É. 40 litros. É como carrega. Tá bom. Tá bom, aí toda assim tá bom, não? Fixe. Obrigado, chefe. Agora a bananeira toda que tá aqui que você vai fazer pela capuca é toda. Nada, ou aluda só na bolsa. É. Tá bom, você, você conseguir ajudar irmão assim, mesmo banana lá dentro da fazenda. Eu dá você fazer, não faz mal, não tem lucro mesmo. Até maru, as palmeiras cagaram, não tem mesmo maru. Já mudaram menos 60 litros. Não é teu, já. Agora você ir começar com a mulher, primeira. Falar com você como mulher, eu te amo muito. Agora eu sou aqui trabalhar sozinha. Você com filha, ninguém ajuda eu. Agora eu ainda tenho que criar filho, criar você. Você, por favor, vai falar com teu pai. Não pediu assim na tua marido, entendeu? Depois ele conversa com o pai, você também irá falar com o pai. Pai, eu sou começar a trabalhar agora, só o dinheiro sai agora. Agora pai tem que diminuir aquele dinheiro, diminuir coisa. De nós ainda tem dinheiro de coisa, de ficar bom no, com saúde. Você não é boca muito, não sabe, não consegui falar.
Até tem coisa que até não consegue falar mesmo, chefe. Tem problema que até não consegue falar. Só vai explicar só já, tipo assim. Tipo, chorar até também, vai querer chorar, mas também lágrima, não quero sair. Tipo, a vontade é só já vamos atirar no rio grande. É. Agora eu pergunto, isso que é coisa? É aquele dinheiro 300 mil. Quando o sogro recebe, depois dá na mulher você, não ele leva. Tipo, isso depende. Isso depende. Tem. Né? Tem família. Quando recebe carta, né? Depois ele pega uma terça parte. Tipo, as coisas que deram na carta. Pode comprar aquelas coisas de casa para a mulher ou só. Tipo, né? Às vezes vamos ter briga. Vamos ficar, vamos sair com a mulher, tipo, as coisas mesmo, mobília de casa, tudo só para a mulher, só que aquele dinheiro também pode fazer comprar para a mulher, para a filha dele. Tipo, já não estamos juntos, então todas aquelas coisas que compraram dele, a mulher também leva. Vai levar. Isso depende, se vão comprar, vão dar, comprar todas as coisas para a mulher, vão dar 150, vão dar 50, não sei, aquele já. Tá bom. Tá bom, continua trabalho. Já, yeah, trabalho ainda. Đào hồ thì xung quanh cái chỗ gần bờ này thì gần này thì mình bắt sảng lên thì nó nhanh hơn nhiều. Chứ còn cái phần ở giữa kia thì mình cũng đã cho các bạn ấy là làm cả cái bê ra ấy. Hất thì các bạn hất cũng tới nhưng mà lâu á mọi người. Lâu với cả là nó rất là mệt mỏi cái vai này này. Đây là ngày sau chỗ này là bạn là tu, bạn phải là hất cái bùn lên trước này. Chứ không là các bạn này cuộc là văng rất là nhiều vào mặt ấy. Mặt dưới ấy. Bây giờ abri mai cô chú abri mai ba là đa qua say nên sala luôn đấy, yeah, aki friend thì, đấy phải khơi cái dòng chảy ấy, cho nó chảy hết được cái đau chứ không là nó vắng nhiều. Ngày hôm nay là ngày thứ ba cả bạn ấy đau hô rồi đấy, là được như thế này rồi, hơi bị vất vả đấy. Mình cũng muốn là thuê máy nhưng mà máy ở bên này họ đòi cái giá trên trời dưới đất đó mọi người. Mình đi thuê máy rồi bây giờ còn phải bắt mình thuê cả xe để chở máy ra ấy. Tại vì là máy đấy chạy bằng xích ấy thì họ bắt mình phải thuê cả xe nữa. Ở đấy thì lại không có cái loại rằng máy mà máy đao nhỏ ấy mà chạy bằng xích ấy, chỉ có cái máy đao nhỏ chạy bằng lốp thì vào trong này lây nó không đao được, kiểu như này là sẽ không đao được ấy. Cái máy đó chỉ có đứng ở phía trên này lên mọc thế này thôi chứ không ra được chỉ dừa nhỉ. Kể cả là đứng trên này thì đất nó ở đấy nó bùn nhiều mọi người, nó lây ấy thì máy nó không đi được ấy, nó sẽ sợ nó bị dính lây ấy. Đấy. Chiều nay là ngày chủ nhật thì mình cũng sẽ cho các bạn ấy nghỉ sớm để vào đá bánh ấy, mình đã hứa với các bạn ấy rồi. Cứ tới chủ nhật mỗi tuần là mình sẽ cho các bạn ấy nghỉ sớm để tham gia cái hoạt động thể thao cho nó khỏe. Vì các bạn cũng thích. Ở đây thì hầu như là ai cũng thích là chơi đá bóng ấy mọi người, chơi đá bóng ấy, ai cũng thích cả. Đấy là cái phần mà cao nhất này. Đấy. Thì các bạn đang đào lớp thứ hai đây. Lớp thứ hai ở ngay cái phần cao này. Đất này vàng anh nhỉ? Giống như đất sét ạ. Cái đất chỗ này thì nó vàng này. Đấy. Nó không phải là bùn đâu. Nó vàng ấy. Mấy giờ rồi em nhỉ? 3 giờ anh ạ. Hola. Acabaza que le cojo. Va porque vamos jogar, ya. Carreca giờ cười nổi buồn của Carreca khi mà không có cái điều kiện để mà hỏi vợ ấy mọi người. Đấy, mình thì mình cũng cố gắng giúp bạn ấy một phần nào thôi chứ còn phía bên nhà vợ đòi hỏi quá ấy thì cũng phải chưa biết làm sao. Em đi vào nhà gieo dùng rau đi anh. Đây bây giờ ra để cho các bạn ấy xúc nổ cái phần đất ở giữa kia rồi thì sẽ cho các bạn ấy nghỉ luôn.
Chiều nay Mimi lại tiếp tục xuống giống ở dưới này mọi người ạ. Đấy, xuống tiếp tục là trồng thêm cái giống rau xà lách ấy. Để kiểu như là nó có lên có cái giống rồi thì mình trồng ra để luân phiên liên tục có mọi người. Mỗi đấy là mỗi rau xà lách à? Có cả cải dưa này anh ạ. Cải mùi dưa. Dạ. Cải mùi dưa nha, mình biết đợt này trồng xong thấy nó bén nè. Thế nó cứ tui tui cái à? À, cải mùi dưa đô trồng sau này nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình cũng thấy nó chưa lên được tốt lắm. Hay là ở cái khu vực đất trên này nó khô quá hay sao ấy. Antonio ơi, você planta como agora COVID não subi, não cresce bem. Semente? Nada. Ở cái chỗ cải ngọt đây thì bây giờ nó lên đẹp nè. Dạ. Nó lên được đẹp rồi mọi người này. Đấy. Cái đồ nó lên nên bù bẩm rồi đấy. Phía dưới kia em thấy đẹp hơn. Phía dưới kia tốt hơn. Ừ. Đúng không? Với em đang tính cho các bạn là nhổ đậu xanh đi anh. Xong là làm đất để tiếp tục trồng cải, bắp cải với có vết tru su đa cải, cải rổ á. Ừ, cải rổ mình phía sau kia để xem thử coi là bán có tốt không đấy em. Không, cải rổ thì em nghĩ là bán được nên là em có cho thêm giống rồi á. Là cho các bạn bởi vì ở phía sau chỉ có được 3 luống á. Thì cũng ít. Ừ. Ôi Antonio ơi, amanhã tira feijão já. Tá bom. Feijão aquele lado eu ve tá pronto muito. Sim, ali naquele lado. Também aqui. Đầu nó vẫn tiếp tục lên nè mọi người. Nhưng mà quả nó lại ra này. Nhưng mà cái trái nó không có chất lượng này anh ạ. Cái trái nó ra mà lẹp nhiều lắm đây này. À? Cái trái nó ra nhưng nó bị lẹp nhiều lắm. Kiểu như không còn được rồi ấy nha. Nên là em muốn cho các bạn phá bỏ rồi xong là lấy cái đầu xanh này cho các bạn luộc ăn cũng ngon này. Ừ. Phân cà pháo ấy, em cũng muốn cho phá bỏ luôn bởi vì cây ra nó ra rồi á, trái nó cũng được chất lượng nữa. Cà pháo á? Dạ. Cà pháo tưới thì nó vẫn ra quả mà. Nó ra quả nhưng mà cái quả nó không được to với đẹp nữa, cứ ra mới được ít là nó bị vàng hết rồi á. Ừ. Em muốn phá bỏ toàn bộ đó em cho trồng cà chua. Ừ. Jenny como? Jenny tao es de Anuila. À? Nada de Anuila. Não conversa. Ainda não conversa. Fica muito tempo aqui, ela fica lá, não tá bom, assim não tá bom. Não tá bom. Como todo. Ouve muito isolado. É? Sim. Chama ele, vem, viva junto aqui, tá bom? Sim, vou falar mesmo. Vou esperar ele falar, não, esperar falar aqui, tio, então espera mais. Ei, espera até quando? Agora não sabe já. Até quando você procura outra mulher. Né? Sim. À, đầu chín nhiều đấy nhỉ. Chín nhiều mà. Amanhã cô rồi á. Amanhã tira feijão aqui lado já. Tá bom. Hello, você ranga tira tudo. Yeah, pode verde também pode tirar, já. Tá bom. Você verde aqui não coi já. Nós verde. Feve come bem cuia. Come aqui lá dentro. Cuia. Agora nós só tirar essa parte só aqui ou tirar até assim. Você como vê isso mubanga, né? Tira, chega naquele mubanga, tira assim, yeah? Không cần nhiều đâu. Tại phía bên này nó rộng hơn mà. Với lại đang đợt này là có bắp cải này. Rồi là cải gì nhỉ? Bắp cải này, cải rổ này. Chua hào. Cải thia này, chua hào này. Cà chua. Cà chua này, nhiều thứ đấy anh. Hoje joga mais? Joga. Aquele dia. Joga bem cansado. Bật trước là Antonio là đá bóng xong là ngày hôm sau là chân mà gọi là đi khập khiễng luôn đó mọi người. Đi hái hàng luôn này. Kiểu như là cớ nó giản đấy. Đấy là rau mùi nhà mình này. Đấy, bữa nay lên là rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì phía bên này mình đang còn có cái giống thi la. Thi la một cây là trong năm ngoái đấy. Để lại một cây năm ngoái thì giờ là nó rượt hạt ra nó lại lên được này. Đấy này. Rất là đẹp luôn. Bây giờ lên to rồi. Thì là này mà có cá mà nấu thì tuyệt vời. Hôm bữa có cá thì lại không có thi la nhỉ. Ừ. Với em đang tính trồng thêm 1-2 luống rau muống đấy. Rau muống mới chưa ra đây. Cái rau muống kia bây giờ mình thả xuống dưới nước được không? Em nghĩ là lấy cái cối của nó thả xuống nước là được đấy. Với có hạt đây này. Ừ.
Đấy, hạt có đâu muộn đấy. Hay là để làm giống luôn. Thì bữa cho em luôn cố đề như thế là để lấy hạt giống đấy. Ôi, phạt rơi kìa. Phạt rơi. Wow. Lúc này ban ấy bảo là ban gì nhỉ? Ban Ismail là giống mặt. Giống con gì nhỉ? Bấy phèo. Eu trabalho a fazer o quê? Aquela hora você fala quem? Ismael. Tipo uma tombola. Agora você tipo quem? Tipo vampiro. Vampiro. É. Vampiro. Lá com cuia. É. Vamos jogar? Vamos jogar. É. Vamos jogar. Aposto. Aposto, eles vão ter que pagar. É. Agora você não vê careca já bem triste. Hoje vai perder. Porque ele triste não tem forte de jogar. É mesmo, vai perder. Careca, ngày hôm nay là rất là buồn luôn này. Đấy, đang đứng đăm chiêu đâu kia này. Đấy, cái chỗ kia này. Thì bên cái chỗ mà xem ấy nhé, đang đứng ngay cái chỗ nhà ăn đấy mọi người. Đấy. Lúc này em thấy là hai con mắt là chắc không quá về. Đến khi nói chuyện với ba vợ xong là cùng suy nghĩ nhiều á. Ừ. Có khóc hay sao mà đúng hai con mắt là đỏ loe luôn. Careca thì bu sổ ra. Đấy. Đôi vịt ta bé bé này. Outro irmão chorar, você tá rindo. Ah? Ele chora mesmo. Não mole bomba ele nunca lá, sempre chora. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người, để cho các bạn đã tham gia thể dục thể thao một chút. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào. Xin chào.